能够对伊拉煎个份汤汤汤个这边煎呀，我家尝过墨西哥快的，你尽量应该嘛，你比如说我找，对，你老是有别的找你去打，对，或者 follow 些个打卡。cái sản phẩm của bọn mình sẽ là một cái app để giới thiệu pub cho mọi người. Thì cái pub nó xuất phát từ một số những cái vấn đề ấy, mà những người chúng ta đôi khi là cũng hay gặp phải khi mà đi chơi. Ví dụ như là mình đến một nơi mới, một cái thành phố mới, nhưng mà ví dụ có Tinder date nhưng mà không biết là cho Tinder date đi đâu, hoặc là ví dụ như tự nhiên buổi tối kiểu ở nhà một mình nhưng mà kiểu muốn đi uống thì không biết là uống ở đâu, hay là ví dụ tự nhiên một bạn nó gọi bảo là ok mày có muốn đi chơi không nhưng mà không biết đi đâu chơi, thế thì pub đi ở đây để giúp mọi người. Ok thì cái app của mình Next. Bảo ơi. Thì cái app của bọn mình thì sẽ target đến những cái đối tượng, hai đối tượng chính. Thứ nhất là loner, tức là những cái bạn mà ví dụ kiểu thích kiểu đi chơi một mình, kiểu tự nhiên muốn muốn tìm chỗ để chơi một mình, để chill một mình, kiểu chill nghiện các thứ. Hoặc là những cái bạn mà kiểu những các bạn, tức là với các bạn một cái group thứ hai là những kiểu lovebirds, tức là những cái bạn mà thích dành một cái không gian riêng tư cho mình, có thể là gặp bạn bè hoặc là gặp người yêu. Nói chung là một không gian yên tĩnh để nói chuyện. Thì cái range độ tuổi của các bạn thì nó sẽ rơi vào khoảng ở đây mình không ghi nhưng mà nó sẽ rơi vào khoảng 20-30, và ở các thành phố lớn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và cái mức range income thì nó sẽ rơi vào khoảng 10-15 triệu. Tiếp theo thì bọn mình sẽ nói về cái mood board. Thì cái với cái không gian mà để dành cho mọi người có thể gọi là chill, thư giãn những ngày cuối tuần, buổi tối thì bọn mình sẽ lựa chọn những cái gam màu, nó thứ nhất là những cái màu trầm, màu đỏ, màu nâu, màu trung tính của đêm, của gỗ, những cái màu đỏ của rượu, để mà kết hợp thành tạo thành cái mood board này. Và cái mood board này thì về cơ bản nó sẽ là những cái màu mà mình nó làm cho mình cảm giác là nó sẽ khá là tức là cái không gian nó rất là hẹp và để mọi người có thể để mọi người có thể thư giãn. Ok. Thì những cái feature trong cái app của team mình thì sẽ là có năm cái feature chính. Thứ nhất đấy là có thể đưa ra những cái gợi ý pub ở cái khu vực của mình, tức là cái gợi ý này thì nó có thể đến từ ba cái tiêu chí. Đấy là gợi ý theo địa điểm, gợi ý theo cái sở thích và gợi ý theo cái hành vi của người dùng. Cái tính năng thứ hai là tính năng tìm kiếm, tức là khi mà mọi người in sao mọi người vừa mới vào app ấy, thì sẽ muốn biết là ok ví dụ bây giờ tôi muốn tìm một cái app ở khu ở một cái pub ở khu vực của mình, hoặc là tìm một cái app mà nó có cái ví dụ như là nó có cái loại nhạc, nó chơi loại nhạc mình yêu thích chẳng hạn. Thứ ba nữa là nó cũng thể cho phép review, thì khi mà người dùng đến một quán khác và cảm thấy là họ yêu thích hoặc là họ không yêu thích cái đấy thì họ cũng để lại review cho kiểu như là cho những cái người như họ để có thể thêm cái insight về cái nơi đó. Thứ tư đấy là mình có thể có gọi là lựa chọn có thể cho nó vào một cái mục yêu thích để về sau thì có thể quay trở lại, và cuối cùng thì có thể chia sẻ cho bạn bè. Cuối cùng thì cái platform của bọn mình thì nó sẽ lựa chọn là hai cái platform cho điện thoại thông minh khá là phổ biến thôi, là iOS và Android. Thì tiếp theo ấy, thì mình sẽ nhờ về nhờ nhờ Bảo share giúp mình cái share cái Figma Sitemap à không Color System. Thì như từ cái mood board đó thì bọn mình sẽ chọn cái homing lên color, tất nhiên là nó vẫn là vì đối tượng chính ở đây sẽ vẫn là những người trẻ. Thì mình lựa chọn cái màu đỏ, cũng nó cũng là màu đỏ của rượu, và nó cũng là màu đỏ của tuổi trẻ, của sự năng động, nhiệt huyết. Thì tiếp theo những cái màu secondary neutral color và thì nó sẽ trầm hơn và cũng success, thì tức là nó sẽ là những cái màu mà như mọi người có thể thấy ở đây. Về tiếp theo về cái phần Dung, đừng có Dung cận. Next đi, next đi em, next đi. Thì tiếp theo mình sẽ chọn cái phông và cái icon. Cái phần này các cũng không có nhiều gì để nói, thì chắc là nhiều bạn có thể chỉ share cho mọi người, gọi là mọi người có thể scan qua cái phần typography, iconography. Em cảm ơn chị. Rồi em sẽ tiếp tục trình bày về cái phần canvas mà nhóm mình chọn. Thì bởi vì tụi em muốn mong muốn đưa cho cái người người trải nghiệm trên app một cái sự dễ chịu và một cái sự thoải mái để họ có thể cảm thấy muốn thoải mái vào cái app và sẽ tìm những cái quán bar nào mình muốn tìm kiếm. Thì chính vì thế tụi em sẽ dùng một cái form nó khá là toàn diện như thế này. Thì đây là cái tụi em chọn form, đây là cái form tại table review của em. Thì đây tiếp theo là em sẽ đến cái phần nhân ra cái phần icon của em. Thì tụi em sẽ có những cái bộ icon, nó cũng sẽ có cái nhiều cái nét nó khá là tròn và nó sẽ khá là mềm, và như là cái việc mà em chọn typography nó cũng sẽ làm rất như thế này.
đó là những cái bộ menu bar icon hoặc là những bộ system icon hoặc là những cái icon set và ứng xử đi nhanh tiếp vào những cái nút button mà tụi em chọn thì những cái nét của em cũng chọn cái radius nó cũng sẽ bo tròn một tiếng để nó thống nhất với lại cái tab của cái icon. Tiếp theo thì ở đây là sẽ là cái phần view của nhóm em. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp vào. Rồi anh. Ok, về phần view thì em có design là mình có các trạng thái là default, focused, visible, warning, error và success. Thì có một số cái đặc biệt, ví dụ thanh search thì nó sẽ không có các, nó chỉ có trạng thái default và focused thôi. Hay là cái review thì cũng sẽ không có phần warning mà chỉ có error, không có warning và success mà chỉ có thêm cả cái phần error thôi chẳng hạn. Có khi là nếu mà viết quá 200 thì nó sẽ hiện ra cái, khi submit thì nó sẽ hiện ra cái error như này. Thì phần view chắc là bọn em kết nó vậy thôi để bước sang phần tiếp theo luôn. Trước khi bước vào UI kit thì tụi em sẽ đi sâu một tí qua bên Synapse để hình dung được cái app tụi em sẽ có những phần chính nào. Thì tụi em sẽ có 4 phần chính là sẽ có một phần con, nó sẽ có gợi ý những danh sách những cái gợi ý mới bắt trên mình, list những cái list được recommend. Tiếp theo phần search thì sẽ có phần tìm kiếm và phần gợi ý cho bạn và phần thông báo, và cuối cùng là sẽ là phần profile cá nhân. Thì em sẽ đi vào phần đây. Thì ở phần này thì em sẽ mời anh tiếp tục mà thuyết trình. Ok, thank you Bảo. Đầu tiên thì sẽ là phần screen của em. Phần last screen của em sẽ chỉ là hiện lên cái màn hình với cái logo Puppy. Tiếp theo thì sau khi đã hết màn start này thì nó sẽ hiện auto đến phần sign in. Đó thì mình chắc là cũng nhờ Bảo là present luôn để mọi người dễ hình dung á. Ok, đầu tiên là khi mọi người sẽ nhấn vào phần email or phone number để điền thì nó sẽ hiện ra cái trạng thái. Nó sẽ hiện ra cái trạng thái đấy, mọi người có thấy là phần focus và sau khi đã nhập xong rồi, nhập email đi đó, thì mọi người tiếp tục nhập password và có thể là nhấn vào cái nút con mắt để kiểu show ra cái mật khẩu có đúng theo ý mình không, và sau đó là khi mà nhấn vào sign in thì nó sẽ auto ra cái phần đầu tiên là phần home của Nuba. Đấy là trong trường hợp mọi người đã có tài khoản rồi. Còn trong cái có một cái flow nữa là khi người dùng mà chưa có tài khoản sẽ nhấn vào nút sign up thì nó sẽ hiện ra cái frame của đăng ký, thì sẽ bao gồm là first name, last name này, sau đó là tiếp theo mới là các thông tin cá nhân như là email, phone number, password. Ngoài ra thì sẽ có phần confirm your password để confirm là đã nhập đúng mật khẩu, và sau khi điền xong thì nó sẽ đây, nó sẽ hiện ra các thông tin như này. Mình có thể là nhấn vào mấy con mắt để nó show ra là kiểu nói chung là cái mật khẩu mình cũng chưa, và khi mà nhấn vào sign up vào nhấn giúp nha thì nó sẽ hiện ra cái màn đầu tiên. Thì đây là chỉ có những new user, người dùng mới thì mới hiện ra câu hỏi survey như này. Có nghĩa như bọn em có trình bày idea ban đầu ấy, là app của bọn em là có dựa trên cái sở thích của người dùng để mà để quán có thể đăng nhập, để Puppy có thể recommend theo sở thích của họ, ví dụ qua thanh sớt các thứ chẳng hạn. Tuy nhiên đối với new users, bởi vì họ chưa trải nghiệm, thế nên là cái Puppy nó chưa thể đọc được là họ thích gì. Thế nên bọn em có create ra cái survey này để kiểu recommend cho họ. Thì ví dụ như là nếu mà họ nhìn qua cái idea của em là sẽ là lướt lướt sang bên phải. Đấy, để cái này là bọn em chỉ tạm design ạ, chưa design xong hết. Thế đấy thì mọi người dùng có thể lướt sang bên phải. Và khi ví dụ như là họ sẽ chọn các tab và nhấn tiếp thôi nha. Đó, thì ví dụ họ chọn 4 tab là Jazz, Hà Nội, Quiet, Mojito thì có thể đến Next. Nhưng mà nếu mà họ không thích hay là họ không có nhu cầu chọn, hoặc là trong cái đúng tab này họ không thích chẳng hạn, thì họ có thể nhấn skip luôn. Thì khi mà họ nhấn skip ý, thì những cái mà recommend cho họ thì nó sẽ không chuẩn, bởi vì là những họ cái Puppy này sẽ chỉ recommend những quán gọi là hot nhất thôi, chứ sẽ không, bởi vì là họ không có thông tin gì về cái sở thích của người dùng cả. Và thì chắc là Bảo nhấn phần Next giúp tớ nha. Thì nó cũng sẽ là phần home bar này. Mọi người có để ý là trên cái phần thanh ở trên bên trên nhá, có Jazz, Hà Nội, Mojito, Quiet thì chính là những cái mà new user vừa chọn. Đấy thì nó sẽ ưu tiên là chọn những cái tab đấy, còn follow sẽ là các tab khác. Thì tiếp theo về phần home thì chắc là mời Bảo trình bày ạ. Tiếp theo em sẽ trình bày đến phần home của nhóm em. Thì như em đã trình bày phần home này, cái phần mà app sẽ recommend những cái quán bắt mà phù hợp với lại cái người dùng muốn tìm kiếm. Thì em xin trình bày ví dụ như đây, họ đang làm cái giao diện trên home của em. Thì ở cái phần đầu tiên là cái phần những cái quán thì nó sẽ có những cái thông tin cụ bọn ở dưới đây. Ví dụ như là nó tên quán, địa chỉ, hay là giờ mở cửa, hay là một vài giá cả, hay là những cái sale đánh giá, là một vài cái comment.
Và ví dụ như nếu mà mọi người có một cái xu hướng sẽ lướt như thế này nhưng mà sẽ chưa biết mình sẽ chọn những quán nào thì mọi người có thể thả tim như này, thì nó sẽ tự động nó lưu vào những cái mục mà lúc em sẽ trình bày, nó sẽ lưu vào những cái mục mà những quán mình đã lưu trữ mình thích, thì đôi lúc mình chưa cần đi nhưng mình sẽ lưu trữ lại những khi nào mình sẽ đi. Và ví dụ như mọi người muốn xem được nhiều thông tin hơn, mọi người có thể nhấn vào cái quán này thì nó sẽ đem cái phần gọi thông tin chi tiết. Thì ở phần thông tin chi tiết này thì nó sẽ có những cái hình nhỏ để mọi người có thể xem chi tiết được những cái hình ảnh cụ thể hơn của cái quán bắp mình. Nó sẽ có những thông tin như này, có những cái lượt đánh giá, lượt comment, like rõ hơn ở đây. Thì ở đây mọi người cũng có thể thẻ tim nếu mà mọi người chưa có, để mọi người lưu trữ lại cái quán mà mình muốn. Thì ở đây để tụi em muốn thiết kế để cho cái phần thông tin này nó gọn nhất có thể, thay vì mọi người cứ phải lướt lên rất là nhiều thì nó sẽ dẫn đến cái nhược điểm là nếu mọi người lướt lên quá nhiều thì mọi người đôi lúc cảm giác như bị lạc và phải lướt lên từ đầu để xem hình ảnh. Thì tụi em có thiết kế cái dạng detail menu và review của từng quán nó sẽ như thế này. Khi mà em chọn vào detail hoặc là menu nó sẽ chụp lên. Ví dụ cái phần detail này là cái quán người ta sẽ mua tại chi tiết của cái quán của họ. Đây là phần menu, phần review. Về cái phần review thì ở đây khi mà mình nhập vào cái phần review này, ví dụ khi mình nhập đi, sau khi mình đã nhập xong thì nó sẽ có một cái thông báo là chúc mừng bạn đã hoàn thành cái việc đánh giá rồi. Thì sau đó thì cái phần review của mình nó sẽ hiện lên trên đầu đó. Tiếp theo thì em xin đi đến phần sợ, thì anh sẽ nói tiếp phần sợ này. Thank you bạn nha. Thì đầu tiên là khi mà mọi người bấm vào phần thanh search thì sẽ hiện ra cái wireframe đầu tiên. Thì đầu tiên là chắc là sẽ có hai phần chính. Đầu tiên sẽ là phần search here. Thì khi mà mọi người ấn vào phần search ấy, thì nó sẽ hiện ra cái wireframe bên cạnh. Cái frame bên cạnh là có nghĩa người dùng là họ đã có chủ đích là muốn tìm cái quán bar như nào rồi. Ví dụ như là họ muốn tìm quán bar Hà Nội này, Hồ Chí Minh hay là quán bar kiểu chill warm gì đó. Thì đây là dành cho những users mà họ biết cái đích đến của họ là gì rồi. Nhưng mà đấy là sẽ có những users mà họ không biết là sẽ tìm cái gì, bởi vì họ không có một, cứ cho là kiểu chưa đi bao giờ hay là không có một cái chưa có một sở thích nhất định gì cả. Thì bọn em sẽ thiết kế phần ở dưới là sẽ chia làm hai phần chính là Pubs for You và Popular on Pubby. Thì Pubs for You thì như cái ra mắt ban đầu ạ, thì có chia là 4 categories chính, là chia theo music, drinks, price và venue. Còn ở bên dưới là popular on Pubby thì chỉ là kiểu gọi là những cái tab mà người dùng users trên Pubby hay sử dụng và truy cập nhiều nhất, thì nó sẽ hiện ra ở phần popular như vậy. Bảo ơi cậu PZM giúp tớ nha, để cho dễ. Ví dụ khi mà bấm vào search here lần sau nha, thì nó sẽ hiện ra cái phần success từ con new này. Đây là màn này là áp dụng đối với new users, là họ lần đầu tiên họ vào họ sử dụng thì sẽ đương nhiên là chưa có lịch sử gì cả, thì chỉ có phần success từ con new thôi. Nhưng tuy nhiên đối với cái gọi là những người nào mà đã active users, họ đã sử dụng rồi, thì nó sẽ là hiện ra cái phần màn search bên phải, thì nó sẽ hiện có hai phần chính là recent search và bên dưới là subject for you. Thì cái phần recent search là phần lịch sử tìm kiếm của users, và phần này thì users còn có thể là ấn vào cái dấu tích, ấn vào cái dấu x này để tắt đi nếu muốn. Bảo ơi quay lại giúp tớ về cái đúng không? Thank you nha. Về cái phần pass for you này, em lấy ví dụ khi mà người dùng muốn chọn cái categories of music, bấm vào hộ tớ nha, thì nó sẽ hiện ra cái wireframe như này. Thì chắc mọi người có thể thấy được cái phần music nó sẽ auto nằm trên cái phần search, và bên dưới cũng có một cái thanh nó khá là giống phần home, thì nó sẽ hiện ra các tag về music này, và đi sau đấy cũng là những tag liên quan đến music luôn, jazz, rock, lo-fi gì đó. Thì hiện thì cái frame này nó sẽ khá là tương tự vào phần home đó. Đấy là xong phần search ạ. Bảo quay lại về cái kia giúp mình. Ok. Tiếp theo là phần notification. Thì khi mà bấm vào thông báo thì sẽ hiện ra ví dụ người này đang có 3 cái thông báo như này. Thì mọi người bảo ơi zoom ra một to một xíu ấy, cho tớ sẽ ok, thank you nha. Khi mà bấm vào phần noti thì đối với những thông báo mà chưa đọc thì mọi người có thể thấy là nó sẽ có cái phần xám xám nó chỉ bên dưới á. Thì đây là show là những noti mà chưa đọc, và khi mà người dùng bấm vào rồi thì đọc xong rồi này quay lại thì nó sẽ cái màn màu xám đấy nó sẽ biến mất đi và nó trở thành trắng như hai cái noti lần trước đã đọc đó. Đấy là phần noti, bởi vì là noti nó có rất là nhiều loại noti, như là kiểu có sự kiện mới này hay là có một quán gì đó mới trên Pubby chẳng hạn, thì nó rất là có nhiều loại thông báo như thế, nên bọn em là không tiện design thì chỉ có thể show ý tưởng cho mọi người như vậy thôi ạ. Vâng, bảo ơi tiếp nha. Phần profile chắc là để vào PZM tiếp ạ. Cảm ơn. Thì cuối cùng em xin đến cái phần cuối cùng là profile, thì phần cuối cùng nhưng sẽ không kém phần quan trọng. Sau đây em sẽ quay thì ở đây thì nó sẽ có cái phần là hình ảnh, mọi người có thể là thay đổi hình ảnh cá nhân ở đây. Thì ở đây tụi em sẽ chia thành có hai cái tab chính, đó là
những cái quán bắp mà mình yêu thích, như nãy em có nói là mình sẽ thả tim những cái quán mà mình sẽ cảm giác là mình yêu thích, mình nhưng mà mình chưa có thể ghé đi, nhưng mà đôi lúc mình sẽ quay lại mình kiếm những cái quán mà mình sẽ đi lại thì mình có thể vào cái mục này. Ví dụ như thì nó cái mục này là cái mục quán mà mình đã thả tim mình yêu thích trước đó, thì cái việc này thì nó sẽ giúp cho người dùng đôi lúc này có thể không bỏ lỡ những cái quán mà họ họ trước đó họ tên đã từng phong vong, nhưng mà khi này họ có thể quay lại thì họ có thể tìm những cái quán mà họ đã thả tim ở đây. Và ở đây là cái phần tiếp theo là phần My Review, tức là những cái review mà mình đã đánh giá những cái quán như thế này, thì mình có thể xem lại ở cái phần review này. Thì nhóm em xin kết thúc cái phần trình bày của nhóm em, thì em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và em mong nhận được cái sự góp ý từ cô Nha và hai anh chị mentor và những cái các bạn từ những nhóm khác.